Tiếp tục chào đón quý vị với bộ dàn đại Pioneer AX640. Hàng cực kỳ là đẹp vừa chất luôn các bác nhé. Bát khủng luôn. Ok chưa các bác? Bát 27 luôn. Combo của bộ này tất cả đều là 640. CD 640 này, tuner 640 này, Equine 640 này, âm ly, không, kể cả set, tóm lại là combo của em nó đều là 640. Đặc biệt là phía sau, đằng sau này em nói luôn qua là tín hiệu cấp từ CD xuống âm ly bằng cổng quang các bác nhé, tín hiệu quang nhé. Các bác sau này nếu mà nghe ít CD thì các bác cắm thẳng cổng quang từ TV Internet đời mới nhất bây giờ, cổng đa số là TV Internet đời mới nhất bây giờ đều có cổng quang hết, hầu như 100% luôn. Ngoài ra còn là còn 1, 2, 3, 3, 4 cổng có thể cấy live các thiết bị ngoại vi và ngoài vào như là máy tính, laptop, điện thoại, TV, vân vân. Công suất của em nó là 100W một loa, trở kháng là 6 ohm. Thùng vách loa đằng sau còn là rất là đẹp quá nhá. Quá là đẹp luôn. Thùng vách hai bên. Giá của em nó là 7 triệu 900 các bác nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt, CD, kể cassette. Và tí nữa em test thẳng từ TV Internet xuống cho bác nghe. Bây giờ em test trước hết là qua CD cho bác nhé. Em dùng đĩa đây này, còn xước như thế này các bác này, nó vẫn đọc được thì bác biết là đọc, mắt nó chất này. Đây nhá, đĩa xước có nhìn thấy chưa? Quá sức luôn nha. Xem nó đọc mà xem. Ok chưa? Ấn nhanh này, lên bài 6 bài luôn. Ok chưa các bạn? Vào một con số xấu vô duyên khiến nhiều năm trắng tay. Học hành thì không khá, chứ trả lại cho thầy. Văn chương vốn không hay, sắt đèn. Ok chưa các bác? CD đọc rất tốt nha. Hết CD. Tiếp theo em test cho các bác nghe qua mở từ TV thế nào xuống này. Đấy, trên TV đã có tín hiệu nhá. Bây giờ mình chuyển ở dưới này. Ở đằng sau em cắm vào cổng của nó đi, chuyển lên này. Ok chưa?
em vừa test cho các bác nghe qua TV Internet. Sau đây em test đến lượt cassette nữa các bác nhé. Này, tiếp theo em test đến cassette. Cassette đã cửa tab này. Rồi rồi. Cassette hoạt động tốt các bác nhé. Các bác muốn dùng nó tốt thì về các bác lau cái đầu từ cho em, bởi vì cái đầu từ này các bác về dùng cái đầu bông máy tay ấy, tẩm cồn vào lau cho nó sạch, tín hiệu nó sẽ rõ ràng luôn. Đó là toàn bộ clip em test gửi đến toàn bộ gửi đến quý vị và các bạn. Đây là bộ dàn đại Pioneer AX640, tất cả combo đều là 640 hết nhé. Giá của em là 7.900.000, áp dụng với những ngày gần nhất, bởi vì là đã lâu rồi hôm nay em ấy quay trở lại để đăng bài, em giảm giá hết mức. Hàng còn cực kỳ là đẹp luôn, giá 7.900.000. Bác nào nhanh tay thì đặt gạch giúp em. Theo số điện thoại là 0982 246 621 hoặc 0911 169 961. Các bác thông cảm là cái biển này chưa thay được. Hoặc là các bác chỉ cần nhập số điện thoại này 0982 246 621 này vào Google, Zalo, Facebook hoặc Cốc hoặc YouTube. Tất cả cái bài đăng của em trên đấy các bác thoải mái lựa chọn. Em trân trọng cảm ơn.